Chửi rồi nha. Chửi nó. Nó sao? Nó đây nó sao? Cái nó sao? Cái nó của tao. Tao để dành bao nhiêu tiền tao mua mà tao có phải là mua nón thiệt đâu. Tao mua là tao mua nón giả trên chợ bọc chai mà. Mà tao mới không có ai biết à.